AF Cup đã đi qua, nỗi buồn vẫn còn ở lại. Là một người yêu bóng đá, tôi viết lên những lời này để cho thấy rằng tình yêu bóng đá của hàng triệu trái tim luôn dâng trào, luôn dõi theo, luôn cổ vũ để các bạn tiến xa hơn với niềm đam mê của mình. AF Cup đã qua nhưng vẫn còn buồn vì tuyển Việt Nam không làm được điều mong muốn. Vòng bảng êm xuôi thế nhưng bán kết bị loại, chỉ gặp Indo đã đâu có hay cũng thua. Ở trận lượt đi chúng ta để thua 2-1, phòng ngự lung tung tấn công chẳng khá gì hơn. Thầy trò hữu thắng quyết tâm cho chuyến lượt về, vậy mà cũng thế, cũng luôn mắc phải sai lầm. Trận đấu rất sôi động, ta tấn công phú đầu, nhưng không thể xuyên, không thể ghi được một bàn thắng, để rồi mắc phải sai lầm. Bóng đá là như vậy, để người ta đá không ăn là bị đắm. Tình huống cũ miên manh, lỡ ngỡ với đinh đồng. Ôi chẳng thể hiểu hay anh đã làm điều gì thế, để hữu thắng phải ôm đầu. Indo đã ghi bàn, mi đình chết đứng không tin vào mắt. Bóng đá là như vậy, một đội chơi hay chưa chắc gì đã thắng. Tôi tin rằng thất bại này là bài học rất lớn để chúng ta có những bước tiến xa hơn. Tương lai của nền bóng đá lớn mạnh hơn. Hàng triệu trái tim luôn tin ở các bạn. Lại là thủ môn cớ sao quá non kinh nghiệm, đạp vào người ta lúc đang khó khăn vậy hả? Trọng tài Phù Minh rút ra thế đó dịu dàng, vậy là Ngọc Hải thay áo thủ môn Nguyễn Mạnh. 10 phút cuối 10 người, Văn Thanh đã ghi bàn, để rồi Minh Tuấn đi qua 2 người và sút bóng, một bàn thắng quá tuyệt vời, nâng tỷ số 2-1. Mỹ Đình bụng nổ sương phui nhiều lắm, rồi bước đến hiệp phụ, ôi ta cũng sai lầm. Sao không về thu, không làm trong nhịp độ trận đấu, rồi cùng đến lúc an bài, Indo đã ghi bàn, hoàn thành mục tiêu để được người thay. 10 phút cuối 10 người, Văn Thanh đã ghi bàn, để rồi Minh Tuấn đi qua 2 người và sút bóng, một bàn thắng quá tuyệt vời, nâng tỷ số 2-1. Mỹ Đình bùng nổ sức vui nhiều lắm, rồi bước đến hiệp phụ, ôi ta cũng sai lầm. Sao không về thu, không làm trong nhịp độ trận đấu, rồi cùng đến lúc an bài, Indo đã ghi bàn, làm chiều con tim nát tan chờ mong. Lại một lần nữa chúng ta về không. Dù đội bóng của chúng ta không đi tiếp nữa, nhưng mọi người phải công nhận là tinh thần thi đấu, sự công hiến, lối chơi đẹp mắt của đội tuyển Việt Nam là điều tất cả chúng ta phải ghi nhận. Thay mặt hàng triệu người hâm mộ, tôi xin chúc các bạn nhiều sức khỏe, thành công hơn. Luôn yêu các bạn.